Nhâm xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Ngày hôm nay là Nha Trang, ngày 6 tháng 10 năm 2024 quý vị. Ngày này là vào buổi sáng. Tại em đang có mặt ở công viên Yến Nhi, bên cạnh của công viên Yến Phi quý vị. Buổi sáng ở đây không khí cũng khá là sôi động. Em học sinh đi tập thể dục vào chơi, rồi một số cô chú tập thể dục rồi ra đây hát karaoke nữa quý vị. Phố biển Nha Trang, thành phố năng động vào mỗi buổi sáng sớm. Việc biển là tập thể dục thể thao là lúc nào cũng nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng quý vị. Bên kia là bưu điện nè. Đúng hình vì là biển, khu vực gần với bưu điện. Đoạn này là đoạn biển gần với cầu Đồng Phú luôn rồi đấy. Gần ngay góc của 378 Nha Trang View. Trước là nhà của bác sĩ Alexander Jensen. Biển vào mùa này là bắt đầu sóng lớn rồi. Này là sông lớn nước đục, lâu lâu thì có những cơn mưa vậy nên nước từ sông cá nó đổ ra sông Quảng Trường, sông Tắc đổ ra thì nước nó không có được trong xanh như mùa hè nữa. Rồi hôm nay cũng âm u, có lúc thì âm u, có lúc thì nắng đó vậy. Thời tiết nó cũng những cơn mưa thì nó cũng chưa có dày cho lắm, có gì mưa thì cũng đát đát thôi. Có lúc thì trời âm u, cũng có lúc là nắng. Nhưng mà mùa này thì có vẻ như khí hậu nó mát mẻ hơn rồi. Ở bên kia là công viên Yến Phi, ngay góc của đường Phan Chu Trinh và Đồng Phú ngày nay.
trước mình vì là cái con sông Cái này quý vị. Đó, phía bên kia là bờ phía nam của sông Cái. Đây em đang đứng bờ phía bắc nè. Khu vực đây rất là gần với cái khu du lịch Tắm Bùn Tháp Bà. Đây. Phía từ xa vì đây là con đường Ngô Đến. Đây là những hình ảnh của đường Ngô Đến. Nó chạy theo hướng này là quý vị sẽ tới một xíu nữa là tới Tắm Bùn Tháp Bà. Và đây là những hình ảnh của núi Sạn nè, chạy dọc trên con đường Ngô Đến. Hướng này của đường Ngô Đến di chuyển đến đây là quý vị đi ra lại cầu Sông Bóng này, ra lại di tích Tháp Bà, ra lại con đường giao với đường 2 tháng 4 và đường Ngô Đến. Đó, đây là cái núi Sạn vậy. Ở khu vực đây một số nhà ở sát với bên mé núi luôn nè. Ở bên kia của núi Sạn thì là khu vực của Tắm Bùn Ai Resort, nằm bên con đường Nguyễn Khuyến, bên khu vực phía bắc. Ở đây có mấy cái thuyền, mấy cái tàu nát bỏ đây nè. Một xét rồi hết. Đây nữa nè. Đó, khi mà con sông Cái vậy nó đổ ra tới vị trí đây thì nó sẽ tẻ ra làm hai nhánh. Đó. Phía từ xa vậy là cái cồn Ngọc Thảo hay còn gọi là cồn Dê vậy. Khi mà sông Cái nó đổ ra đây á, nó sẽ tẻ ra làm hai nhánh. Nhánh đi qua phía bên kia á, là đi ra cầu Hà Ra, chảy ra cầu Hà Ra. Còn phía đây thì nó sẽ đổ ra cầu Sông Bóng. Đó. Chảy ra hướng này nè, là đổ ra cầu Sông Bóng rồi. Hướng đi sẽ ra cầu Sông Bóng rồi ở đầu sẽ nó sẽ hợp lại đổ ra ngay cầu Đồng Phú, đấy, cửa lớn và cửa đại của Hưng. Di chuyển thẳng theo hướng này nữa là cũng sẽ tới một cái resort rất là đẹp, đó là Champa Island, gần cầu Sông Bóng, gần di tích Tháp Bà Bonaga. Mấy bên kia người ta hay gọi cái đây là khu vực đây là gọi là cồn dừa vậy. Cồn dừa hay là cồn dê, nhưng mà tên đúng đó là mọi người là tên cồn Ngọc Thảo, nhưng mà một số người dân ở lâu á, địa phương thì họ nhiều lúc họ lại hỏi thăm hỏi cồn dê thì họ biết chứ cồn Ngọc Thảo nhiều lúc lại không có để ý á vậy. Cồn dê, cồn dừa này đó, bên đó vì thấy có trồng dừa nữa không, quá trời dừa luôn nè. Bên kia là bờ phía nam của sông Cái, thì bên đó cũng đang có đóng cọc quý vị, đóng kè làm kè cả gần khu vực của dự án đập ngăn mặn. Dự án đập ngăn mặn thì cũng chưa có hoàn thiện quý vị. Phía từ xa vì là cái dự án đập ngăn mặn quý vị. Đập ngăn, dự án đập ngăn mặn nó có kết hợp với cầu giao thông nữa. Thì tại vì dự án vẫn chưa có hoàn thiện. Và phía bên kia từ xa vì cũng có thể thấy đó là cái dự án kè của phía nam sông Cái này. Đoạn này là vì thì thấy đóng cọc này, đóng kè rồi nè. Theo dự án là bờ kè sông Cái chạy dọc trên phía cầu Hà Ra vậy. Phía bên sông Cái mới đổ ra cầu Hà Ra là sẽ kết nối với con đường sông Cồn, là chạy dọc từ dưới cây cầu Hà Ra chạy lên tới trên đây nè. Đó, rất là đẹp luôn, kết nối lên tới khu vực của dự án đập ngăn mặn này. Rồi bờ phía bắc này cũng vậy luôn. Rồi cái dự án đập ngăn mặn này là nó kết hợp với cầu giao thông, là nó cũng nằm trên cái tuyến của nhánh số 4 á, của dự án nút giao thông hội cầu vượt Ngọc Hiệu á, sẽ đi ngang qua. Ở đây thì nó dài tầm khoảng 400 mét thôi à. Một cái dự án này nó nằm phía hạ lưu của sông Cái và phía dưới của cái cầu sắt á vậy. Cầu
sắt của tàu lửa đi ngang qua hầm núi Sạn. Đây là cái đập ngăn mặn. Đây là cái bờ kè. Cái chỗ cái nhà nhà đó là hướng của sông cái đổ ra cầu Hà Rá vậy. Ở ngay chỗ này là cái cồn rồi, cồn dê rồi, cồn dê cồn dừa này. Ở chỗ này quá trời dừa luôn. Rồi còn nó tẻ nhánh vào phía bên đây là của sông cái đổ ra cầu sông bóng. Chúng mình vì là con đường Ngô Đến. Hướng này em đang di chuyển trên đường Ngô Đến là hướng sẽ đi ra giao lại đường 2 tháng 4, ra lại khu vực của di tích Tháp Bà Bunaga vậy. Của cầu sông bóng nữa. Đoạn này phía bên tay trái vì đã thể thấy đó là những hình ảnh của dãy núi Sạn. Đi ngược lại trên con đường này vì sẽ đến địa điểm Tấm Bùng Tháp Bà. Con đường Ngô Đến này nó cũng hẹp chứ nó không rộng lắm, mà đường thì nó cũng hư hết rồi. Và đường này cũng là con đường mà xe chạy rất là nhiều, đặc biệt là chở khách du lịch đó. Xe chở khách du lịch vào bên du lịch Tấm Bùng Tháp Bà, tắm con nóng nữa, cho nên là ở đây thì vào mùa hè cũng nhộn nhịp lắm. Con đường này tính ra cũng rất là quan trọng luôn, mà nó hẹp và nó cũng hư hỏng hết à. Đường bằng bê tông. Đi trên con đường này là một bên là mé núi, một bên là mé biển luôn các vị. Bên tay phải vì là nó chạy dọc với mé sông nhưng không phải mé biển. Bên tay phải là nó chạy dọc với sông cái, và bên tay trái là cái dãy núi Sạn. Chính vì một bên là sông, bên là biển cho nên là con đường này nó cũng bị bóp lại, nó hẹp hơn. Đường Ngô Đến này nữa thì sẽ đi qua hai cái phường. Đoạn này là nó vẫn thuộc phường Ngọc Hiệp. Ở chỗ này là nó bóp lại một cái đồi núi nữa. Nó rất là hẹp luôn, ngay cái cua luôn vậy đó. Bên tay phải vì là phía dưới là ngay sông cái luôn đó. Đoạn này là nó cao lắm,
Còn này nhìn từ trên xuống sông Cái nó cao sâu lắm, mình núi sát luôn. Và đoạn này bên tay trái của chú anh chị bạn đó là một ngôi chùa cũng khá là lớn đẹp ấy. Đó là ngôi chùa Hải Ấn Tự ở trên con đường Ngô Đến, Nha Trang. Thì ngôi chùa này nó có mọi người cũng thường hay gọi là ngôi chùa hang ấy. Ngôi chùa này là được quý nó là ngôi chùa Sơn Thủy Hữu Tình đó vị. Bên là núi, một bên là sông. Ở đoạn này trước chùa nè, có bên tay phải bị một cái hòn đá rất to nè. Cái hòn đá đó hình như là cũng được ví nó như nó là một cái thiền Bát Nhã á, trong Bát Nhã Tâm Kinh đó vậy. Ngôi chùa nó lưng là tựa núi, mặt thì là hướng ra sông sông Cái, thì sau lưng nó là cái núi Sạn. Và ngôi chùa cũng được gọi là ngôi chùa hang bởi vì ở phía sau nó cũng có một cái hang đó vậy. Tên của nó là chùa Hải Ấn Tự. Đoạn này là gần với quý vị rẽ bên phải là xuống khu vực của chợ Sông Thủy nè. Ngô Đến. Thì ngôi chùa Hải Ấn Tự lúc nãy đi ngang đó vậy, nó cũng có một cái câu chuyện về một cái giếng. Thì người dân hay gọi cái giếng đó là cái giếng Phật ở trong ngôi chùa. Bởi vì sao gọi nó là cái giếng Phật thì lúc trước khi mà tổ khai sơn á vị ngôi chùa đó đó thì cũng đào cái giếng để mà có nước để sử dụng á, nhưng mà rất là nhiều lần đào cái giếng nhưng mà giếng nó lại bị nhiễm mặn á vị, do ở gần cửa sông á, cho nên là mỗi lần đào giếng lên là đều nước nó bị nhiễm mặn, đều không sử dụng được. Mà cũng đào rất nhiều lần rồi, thử rất là nhiều lần, qua nhiều cái giếng rồi mà đều không có nước ngọt để sử dụng. Sau đó mới trì chú rồi gì đó, xong mới xin xin mới thì tổ khai sơn mới cái người mà kế nhiệm lại của tổ khai sơn á, rồi mới là một vị bà ni sư á, mới cho đào một cái giếng nằm trên cái hòn đá luôn. À, bây giờ đào mấy chỗ khác chỗ nào cũng giếng cũng nhiễm mặn hết, bây giờ mới cho đào trên hòn đá đó luôn. Thì lúc đầu á, thì bên thợ họ cũng không dám, nghĩ đào trên đó thì nó phải tốn kém thêm mà không được gì nữa. Nhưng mà sư bà vẫn quyết tâm là đào cái giếng trên cái hòn đá đó. Cho nên là bắt đầu thợ mới khoan mới đào. Khi mà khoan xuống sâu khoảng 10 mét á, xuyên qua hòn đá đó thì bắt đầu mới có cái mạch nước, và đúng là mạch nước ngọt luôn, mạch nước ngọt trong veo. Từ cái thời đó cho nên bắt đầu là người dân mới tới để mà cũng sử dụng cái giếng đó cùng với chùa. Dân xung quanh rồi tới có được cái nguồn nước, tại vì dân xung quanh cũng cũng đào nhưng mà nó cũng bị nhiễm mặn, vì nước nó đều bị nhiễm mặn hết, không sử dụng được. Nhưng mà khi đào được cái giếng đó thì nó lại có nước ngọt, người dân có thể sử dụng được luôn. Bởi vậy nên cái giếng đó mọi người hay gọi là cái giếng Phật. Cái giếng đó bây giờ hiện tại ở trong chùa vẫn còn, là một cái di tích đó mình, thời lâu rồi, ở bên trong của ngôi chùa Hải Ấn Tự. Ở ngôi chùa phía sau thì cũng có cái hang nữa, chùa Phật, chùa ở phía sau hang là cũng thờ Phật rồi, rồi thờ tổ khai sơn rồi nữa. Rồi em ra đây là giao với đường 2 tháng 4 nè. Để bên tay trái là vì sẽ đi hướng ra đèo Rù Rì, ra chợ Vĩnh Hải, ra phía Bắc trên đường 2 tháng 4. Thì hướng này đó là hướng phía trước quý vị là cầu Sông Bóng, và bên tay phải là di tích Tháp Bà Ponagar, trong những địa điểm du lịch tâm linh khá là nổi tiếng ở Nha Trang. Hiện tại vào mùa này thì đa số là khách Hàn Quốc
khách Trung Quốc, Kazakhstan, vì khách quốc tế thì nhiều, cũng có khách Việt nhưng mà nó ít hơn so với khách quốc tế, khách Hàn Quốc á, họ đi đến di tích này tham quan đông lắm. Ở đây là cây cầu sông Bóng, ở đây là cây cầu mới hoàn toàn đó vị. Lúc trước cầu sông Bóng cũ thì đã đập bỏ rồi, cây cầu này nó được xây dựng mới, được khánh thành từ ngày 2 tháng 9 năm 2003 đó, năm ngoái. Cầu này nó có chiều dài khoảng 390 m đó vị, và chiều rộng của nó là khoảng 19 m. Thì nói chung là nó cũng ngắn hơn và nó hẹp hơn so với cầu Trần Phú. Qua cái đoạn này nó cũng cua gấp xuống dốc. Đây là đầu phía nam cầu hướng đi về trung tâm của thành phố Nha Trang. Thì con đường 2 tháng 4 này lúc trước nó cũng là con đường quốc lộ, bây giờ thì nó thuộc vào quốc lộ 1C. Thì khi đi qua khỏi cái dốc cầu bên bờ phía nam này nè, vì phía trước là một cái bên tay phải vì có một cái resort khá đẹp, đó là cái Champa Island đó, bên tay phải vị này đoạn này bên tay phải Champa Island vị. Là một trong những cái resort spa nằm nó không có view biển, nó là view sông cái gần cầu Trần Phú, gần cầu Sông Bóng và nó gần với cồn Dê. Thì lúc trước em thấy khách Tây Kazakhstan họ cũng nghỉ dưỡng ở bên cái resort Champa này nhiều lắm. Ở bên resort này cũng yên tĩnh vậy mà mát mẻ nữa, nó cũng thoáng, xung quanh là sông cái mà bao bọc. Và trước màn hình vì đây là những hình ảnh của cây cầu Hà Ra. Thì cái dự án đập ngăn mặn cũng như là cái dự án bờ kè Nam Sông Cái nó bắt đầu từ vị trí bên đây nè vị. Nó sẽ kết nối với con đường sông Cồn bên tay phải vị, đi thẳng lên luôn tới dự án đập ngăn mặn luôn. Đây là những hình ảnh của con đường sông Cồn, chạy dọc đây là bờ kè bên tay trái vị này, bên tay phải là rất là nhiều những cái quán ăn nhậu. Buổi chiều với tối thì mấy cái quán này nó hoạt động nhộn nhịp hơn. Chiều tối thì ăn uống nhậu nhẹt dọc trên tuyến đường này nhiều lắm. Và phía trước là cái dự án cùng Tân Lập, đi thẳng nữa là ra giao với đường Trần Phú. Em di chuyển qua đây trước hành vì là cái vòng xoay đường Hàng Thuyên này, đường Phan Chu Trinh và đường Lê Lợi. Cái góc này có bò khô, cầu đá đó vậy. Hàng Thuyên. Đây là con đường Hàng Thuyên đi thẳng là giao với Phan Bội Châu này. Góc này có cái Highland Coffee. Và đây là con đường Lãng Ông này vậy. Đường Lãng Ông giao với con đường Hoàng Văn Thụ, trước là Hoàng Tử Cảnh, chỗ này là nem nướng Đặng Văn Nguyên. Ở bên kia thì có nem nướng Vũ Thành An này, đối diện với Đặng Văn Nguyên. Thì khu vực đây bây giờ là nổi tiếng là khu vực nem nướng ở Nha Trang. Thì khách du lịch đây là cái điểm mà khách du lịch đến Nha Trang đều phải thưởng thức. Và chứng hình vì đây là ngã ba của đường Thị Xưởng giao với đường 23 tháng 10 này, phía trước có siêu thị Lotte Mart, có khách Hàn Quốc đó, họ đi siêu thị Lotte Mart này nhiều lắm luôn vị. Siêu thị Lotte Mart cũng là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu của Hàn Quốc luôn, và đây du lịch họ đi siêu thị của họ luôn, góc đường Thị Xưởng 30 vị.
Và trước hình vì các bạn, đây là em chia sẻ cho vị một cái resort ở khu vực bãi dài qua Cam Lâm. Và đây là cái resort Siletum quý vị, ở bãi dài của Cam Ranh, Cam Lâm. Resort này nhìn cũng đẹp vị, rộng. Tại thì cái lượng khách thời điểm này đa số là khách Hàn Quốc, có khách Việt nhưng mà nó ít. Đây là cái quầy tiếp tân quý vị. Check-in nè, check-in phòng. Khách hàng quá trời luôn, mình thấy khách hàng nhiều nhiều. Khách Việt cũng có ít hơn. Resort này hình nó cũng tiêu chuẩn 5 sao quý vị, đẹp lắm. Tiêu chuẩn 5 sao, giá đây chắc cũng tầm phát chắc cũng phải 2-3 triệu một đêm.